Ở tuổi 42, Thúy Nga tiết lộ 20 lý do không nên lấy chồng, sốc ngay khi đọc dòng đầu tiên. Nghệ sĩ hài Thúy Nga khiến nhiều cư dân mạng thích thú khi chia sẻ 20 lý do chị em không nên lấy chồng. Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, danh hài Thúy Nga khiến chị em thích thú khi chia sẻ bài viết nêu lên 20 lý do chị em không nên lấy chồng. Theo chia sẻ của cô, đây là những đúc kết được đạo diễn Lê Hoàng đưa ra. Chính vì thấy rất hay và vui nên nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 đã kêu gọi chị em đọc và chia sẻ. Ở tuổi 42, trải qua một lần sinh con, Thúy Nga vẫn sở hữu nhan sắc tươi trẻ vượt thời gian. Ngay ở lý do đầu tiên, nhiều chị em đã gật đầu lia lịa vì đúng với tâm lý của mình, chuyện mẹ chồng nàng dâu sau khi kết hôn luôn là nỗi ám ảnh và lo sợ của nhiều người, và cũng không ít người vì điều này mà e ngại không dám kết hôn. Sau nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm, nữ danh hài đang sống một mình bên cô con gái nhỏ. Nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống bình yên và tĩnh tâm. Nguyên văn bài viết 20 lý do không nên lấy chồng được Thúy Nga chia sẻ đầy hào hứng. Một, khi ta không chồng, ta sẽ thoát khỏi mẹ chồng, nỗi ám ảnh của mọi cô gái trước giờ kết hôn. Hai, khi ta tự do, ta ngủ tới 11 giờ trưa, ta tha hồ xem phim bộ. Những cảnh lâm ly, ta tha hồ khoe mà không sợ kẻ nào bảo rằng ta xến. Ba, khi ta không chồng, ta sẽ chẳng phải hỏi ai, sau giờ này mới về, ta cũng không phải gào lên với ai, anh đi với con nào, ta cũng không phải đay nghiến ai. Còn vác xác về được à, sao không ở ngoài đó luôn đi. 4. Khi ta không chồng, ta khỏi phải khét lên, sao phòng tắm lại lên láng nước thế này, sao trên bàn lại đầy tàn thuốc lá thế kia, trời ơi tôi có phải là con ở đâu. 5. Khi ta không chồng, ta phải học tóc chạy về nhà nấu cơm buổi trưa và buổi tối, khỏi phải nghe những tiếng rên rỉ, lại thịt kho à, cô không biết gì hơn thịt kho sao, hoặc những tiếng gầm gừ, thôi cô nấu thì cô tự ăn đi, để tôi ra ngoài ăn cho nhiễm độc. 6. Khi ta không chồng, ta thoát khỏi cảnh bất thình lình gặp một cái áo may trên ghế, một chiếc giày đầy mốc trong tầm gỗ và một bộ đồ chưa giặt nhét dưới gối, ta cũng không phải bị cảnh đi làm mệt điên người lại thấy một đống bát đĩa chưa rửa đang chờ. 7. Khi ta không chồng, ta khỏi phải thức dậy giữa đêm vì tiếng ngáy khò khò, khỏi phải nhăn mặt nhăn mũi khi ngửi mùi thuốc lá và chẳng cần làm ra vẻ thản nhiên khi ngửi mùi bia chua. Khi không chồng, ta có thể mặc áo hai dây, mặc váy ngắn ra đường để khoe cặp chân dài bất tận mà không sợ bị bụt lão vừa béo, vừa lôi thôi vừa ngáy ngủ nhìn gườm rồi hỏi, mặc thế đi đâu, hoặc tưởng mình còn trẻ lắm đấy à. Khi ta độc thân, ta tha hồ chê chồng con, tuyết già chồng con hồng béo, chồng con đào gầy, chúng nó chả có cách gì chê ta. Khi ta tự do, ta có thể mời một chàng trai đẹp, một chàng trai tài năng hoặc một chàng trai ga lăng về nhà chơi, cũng chả ai cấm ta mời cả ba chàng. Khi ta chưa có gia đình, ta không cần đi siêu thị và ghé qua quầy dụng cụ gia đình, nơi phần lớn chỉ bán các dụng cụ khổ sai. Khi ta chưa kết hôn, ta có thể ngồi trong tiệm cà phê đọc báo và chăm một điếu thuốc thơm, ngón tay út cong lên đầy kiêu hãnh. Khi ta chưa có giấy hôn thú, ta có thể hét vào mặt một tên nào đó, cút ra khỏi nhà em ngay. Khi ta chưa thành gia thất, ta đi xem đám cưới chỉ cần bỏ phong bì một suất tiền. Khi ta sống một mình, ta có thể tắm bao lâu cũng được, vừa tắm vừa hát cũng được và không bị đứa khác giành tắm trước. Vừa khạc vừa nói vọng ra, dao cạo râu của tôi cô quăng đi đâu rồi. Khi ta chẳng có chồng, ta khỏi phải mua một chiếc quần đùa rộng may sẵn và băn khoăn tự hỏi, chả hiểu cỡ này đã vừa chưa. Khi ta chưa chồng, ta khỏi gọi ai là ông xã, một danh từ chả có chút gì lãng mạn và hấp dẫn. Khi ta thoải mái tự do, ta không phải mua báo bóng đá, khỏi phải nhìn cái cảnh đàn ông mặc quần đùa chạy quanh tivi. Khi ta chưa chồng, ta có thể đi nhà hàng và gọi một chai bia. Cuối cùng khi ta chưa chồng, ta lấy chồng lúc nào cũng được. Bài viết đang được nhiều chị em hưởng ứng và chia sẻ nhiệt tình. Harry Won phản pháo việc ăn uống như bị bỏ đói, tại sao phải quan tâm đến những ý kiến kém sang? Harry Won xác nhận việc cô vẫn chưa có thai như mọi tin đồn, đồng thời cô cũng thẳng thắn chia sẻ về việc clip đi dự tiệc của mình bị chê kém sang. Chiều ngày 1 tháng 8, buổi họp báo ra mắt chương trình Giọng ca bí ẩn được tổ chức với sự hội tụ của nhiều khách mời đình đám như Harry Won, Bang Ji, Sam, Hữu Tính Isfro, Buka, Tuyết Mai, Zeronai. Chính tại buổi họp báo ra mắt chương trình này, Harry Won lần đầu tiên tiết lộ lý do đến tận bây giờ mới dám nhận lời dẫn chương trình chung với chồng mình. Dù đã từng dẫn rất nhiều chương trình game show cùng Trường Giang và Đại Nghĩa, Harry Won chất chứa áp lực khi dẫn chung với Trấn Thành. Harry Won thú nhận không dám nhận dẫn chung chương trình với chồng mình vì Trấn Thành hay kiếm chuyện với mình.
Cũng trong cuộc trò chuyện với báo, Hari Won khẳng định chưa mang thai như tin đồn vừa qua. Cô cho biết đã xem qua clip của Trường Giang chia sẻ và thấy mọi người đã suy nghĩ sâu quá nên tưởng Hari mang bầu. Mới đây, trong một đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn về việc Hari Won hồn nhiên ăn uống khi đi dự tiệc, nhưng một số ý kiến lại cho rằng đây là hành động kém sang. Lúc mình thấy được đoạn clip được chia sẻ thì cảm giác ban đầu của mình là chuyện bình thường vì cứ nghĩ mọi người đang trêu đùa mình. Nhưng dần dần bạn bè cũng như ekip của tôi mới nói với tôi họ đang xúc phạm em đó, họ bảo em kém sang kìa, thì tôi mới cảm nhận câu chuyện đã không còn đơn giản là trêu đùa nữa. Thực sự mà nói, tính cách của tôi trước giờ như thế nào thì khán giả đều biết hết, tại sao tôi phải không sống đúng với con người của mình. Đến bây giờ thì tôi vẫn luôn giữ quan điểm sống chung với tính cách của mình. Thời gian qua có tin đồn Hari đang mang thai, chỉ có thể xác nhận thông tin này có chính xác không? Thực sự vợ chồng tôi còn trẻ phải chăm chỉ cày xô kiếm tiền chuẩn bị tương lai cho con là chuyện bình thường. Bản thân tôi đã phải trải qua tuổi thơ khó khăn khi bị khinh nên muốn con ra đời phải được đủ đầy. Và việc đó không đồng nghĩa với chuyện tôi đã mang thai. Thời gian qua tôi bận rộn làm việc, chưa về Hàn Quốc được nên chưa thể sinh con đâu. Rất nhiều lần hai vợ chồng Hari Won nhắc đến chuyện muốn có con, vậy kế hoạch có em bé hiện như thế nào? Tôi từng chia sẻ thẳng thắn trong một chương trình gần đây rằng mình chưa đi khám lại căn bệnh ung thư, đã biết sức khỏe hiện tại như thế nào, đã có thể sinh con hay chưa. Truyền thông và khán giả đều biết điều này nên tôi chẳng có gì phải giấu. Tôi phải đi khám lại thì mới có thể quyết định có con hay không. Nhưng thời gian này công việc dường như chiếm hết thời gian của hai vợ chồng nên vẫn chưa về được Hàn Quốc để khám lại sức khỏe. Thời gian gần đây xuất hiện khá dày đặc trên sóng truyền hình chung với vai trò MC. Một số khán giả cho rằng Hari Won đang mải mê kiếm tiền, quên ra sản phẩm âm nhạc. Tất cả mọi người làm nghề đều biết thu nhập của MC chắc chắn không bằng đi hát. Thời gian này đúng là tôi đang muốn tập trung vào mảng truyền hình nhiều hơn để tiếp cận sâu rộng với các đối tượng khán giả. Còn về âm nhạc, chắc chắn trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ sớm quay trở lại với những khán giả yêu mến mình bằng những sản phẩm chất lượng nhất. Khi tung hứng với nhau không thể tránh khỏi việc mất kiểm soát, chẳng hạn như mới đây, Trấn Thành nhắc về Tiến Đạt, người yêu cũ của chị trên sóng truyền hình, Hari Won có cảm thấy khó chịu không? Tôi không thấy khó chịu gì hết, cả hai vợ chồng đều quan niệm đối với người cũ trong quá khứ, nếu mình đối xử không tốt với người đó thì khi nhắc lại mới có vấn đề. Quá khứ của cả tôi và anh Trấn Thành ai cũng tốt, đến nay mọi người yêu cũ của cả hai vẫn là bạn bè của nhau. Vì thế khi anh Thành nhắc đến chuyện người yêu cũ, tôi chẳng có gì phải lo ngại, chúng tôi tung hứng với nhau để cho chương trình thêm vui vẻ và hấp dẫn hơn thôi. Vắng mặt ở đám cưới em gái nhà Phương, nhưng Trường Giang từng thân thiết với em rể như thế nào? Cả em rể nhà Phương cũng đã từng gặp gỡ và ăn uống thân mật với nam diễn viên Trường Giang. Vừa qua trên trang cá nhân của các chị em gái nhà Phương đã chia sẻ khoảnh khắc đám cưới của một thành viên trong gia đình. Theo đó, cô em Phương Anh được bố mẹ tổ chức lễ cưới hoành tráng với bạn trai tại quê nhà Buôn Mê Thuột. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng không thể vắng mặt trong ngày đặc biệt này. Cô em gái Úc vượt mặt cả hai cô chị để lên xe hoa. Các chị em nhà Phương đều may mắn khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Nữ diễn viên diện đầm xinh xắn nhưng không kém phần nổi bật trong ngày cưới của em gái Phương Anh. Được biết Phương Anh từng tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh và cũng đang theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên điều làm mọi người rất chú ý là sự vắng mặt khó hiểu của Trường Giang. Rất nhiều bằng chứng cho thấy cả hai đã quay lại với nhau, nhưng trong sự kiện này không có bất cứ bức ảnh nào có sự tham gia của Mười Khó. Thậm chí trước đây Trường Giang và gia đình người yêu lại rất thân thiết, anh từng đi chơi về quê nhà của nhà Phương. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên và chồng của Phương Anh cũng từng gặp gỡ và ăn uống với nhau khá thân thiết. Khi đám cưới của em gái vừa diễn ra thì thông tin nhà Phương cũng sắp lên xe hoa lại khiến công chúng ngỡ ngàng. Cụ thể một đoạn tin nhắn tiết lộ cô nàng sẽ kết hôn vào tháng 8 âm lịch. Và việc này do chính mẹ ruột tiết lộ trong lễ cưới của Phương Anh. Tuy nhiên, từ đại diện của nữ diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này, về phía Trường Giang anh lại tiếp tục giữ im lặng như những lần trước đây. Hari Won, tôi mới bị ung thư chưa được 5 năm, nếu có con rất hại cho cả con tôi. Tôi chỉ mong sức khỏe của mình ổn định hơn để có thể sinh một đứa con, Hari Won chia sẻ. Vừa qua ngày 2 tháng 8 tập 11 chương trình Khi đàn ông mang bầu lên sóng với nhiều tình tiết xúc động và chân thật.
Trong tập này, ba đội chơi Trấn Thành Harry Won, Trường Giang Hương Giang, Hứa Vĩ Văn Kỳ Duyên sẽ phải đưa các cặp vợ chồng đang mang bầu đi khám thai. Tại đây, họ đã học được nhiều thứ để chuẩn bị cho tương lai của mình. Harry Won, tình trạng sức khỏe của tôi không tốt để có con. Lần đầu tiên được đưa một bà bầu đi khám thai và chứng kiến toàn bộ cảnh siêu âm đứa con trong bụng, Harry Won cảm thấy rất hứng khởi, cô nói. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tiếng tim của em bé. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, ngỡ ngàng và kỳ diệu. Nói chung là có điều gì đó rất tuyệt vời. Ngày hôm nay dù tắt máy không quay, tôi cũng phải học bằng cách hỏi bác sĩ bằng được để sau này còn mang thai. Tuy nhiên sau đó cô tỏ ra khá suy tư. Tôi không biết tương lai của tôi thế nào vì tôi đã từng bị ung thư. Tình trạng sức khỏe của tôi không tốt để có con. Bản thân tôi rất lo lắng vì điều đó, nhưng giờ thì cũng yên tâm phần nào. Hồi xưa tôi cứ lo sợ về việc có bầu, không biết sẽ như thế nào, nhưng giờ thì nỗi lo sợ ấy đã giảm xuống. Tôi chỉ mong sức khỏe của mình ổn định hơn để có thể sinh một đứa con. Tôi mới bị ung thư chưa được 5 năm, tôi phải trải qua thời gian dài nữa mới ổn định được, nên khó có con lúc này. Nếu ung thư vẫn còn trong người mà có con thì rất hại cho cả con tôi. Trấn Thành, tôi tự hào về vợ tôi, giống như Harry Won, Trấn Thành cảm thấy vô cùng phấn khích khi được chứng kiến một đứa bé nằm trong bụng mẹ, anh nói. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cái bụng bầu toàn vẹn và thấy rõ em bé trong bụng đến như vậy. Đó là một sinh linh trong bụng cần phải trân trọng giữ gìn, cảm giác này lạ lắm, hay lắm. Từ đây tôi có thể cảm nhận được con mình sau này sẽ như thế nào. Nhìn vào tấm hình siêu âm, tôi nghĩ rằng nếu mai mốt con tôi cũng như vậy thì tôi sẽ vui lắm. Trấn Thành cũng tỏ ra tin tưởng vào Harry Won và khẳng định dù thế nào thì anh vẫn luôn ở bên vợ mình, anh nói. Trước đây tôi là một người sống vị kỷ, chưa biết cách hy sinh cho người khác. Nhưng trải qua quá trình đấu tranh tâm lý, bây giờ tôi đã biết cách thay đổi tư duy. Phải hy sinh cho con cái để làm một người cha tốt. Harry Won có đẻ con được hay không tôi vẫn yêu, không có con ruột vẫn có thể nhận con nuôi. Người ta hiếm muộn 17 năm còn chờ được cơ mà, vợ chồng tôi hoàn toàn có khả năng làm bố làm mẹ, tôi tự hào về vợ tôi.